Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 20. Là cung Nghê Thường. Vì không tìm được Lý Trạch Vũ nên cô gái này cố ý lấy cắp cốt cầm của Gusen và tiết lộ tin tức bản thân đã tiến vào quy khư. Sau đó cô ấy bắt đầu ôm cây đợi thỏ, thong thả đợi Lý Trạch Vũ ở lối vào quy khư. Kết quả chứng tỏ cô ấy thật sự rất thông minh. Xin lỗi Lý Thiếu Hiệp, cũng Nghê Thường vừa mở miệng đã nói xin lỗi. Lý Trạch Vũ vốn dĩ định mắng cô ấy là đồ sói mắt trắng vong ơn bạc nghĩa, nhưng người ta đã mở miệng xin lỗi rồi nên hắn cũng ngại miệng không mắng nữa. Lý Thiếu Hiệp, xin anh hãy cứu cha tôi. Cung Nghê Thường khóc lóc cầu xin. Lý Trạch Vũ khoát tay và nói, cô đừng có mà được nước lấn tới, tôi không tính toán chuyện cha con hai người lấy oán báo ơn đã là tốt lắm rồi, cô còn muốn ông đây cứu cung vô địch ư? Đúng là nằm mơ. Xin anh đấy Lý Thiếu E, chỉ cần anh cứu cha tôi khỏi tay Gusen, tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Trước đây tôi cũng đã nói rồi đấy thôi, người muốn làm trâu làm ngựa cho tôi nhiều vô kể, không phải cô muốn là được đâu. Lý Thiếu Thiệt. Không cần nói nữa. Thái độ của Lý Đại Đương gia rất cứng rắn, hoàn toàn không cho cung Nghê Thường chút cơ hội nào. Không bao lâu trưởng môn của các môn phái lớn đã đến đông đủ, cộng thêm đội tiên phong của quân Hổ Khiếu đã tạo ra một đội ngũ khoảng 2.000 người. Cánh cửa đá nằm giữa hai cây tuyết tùng bị trường đại học che khuất, Tống Thành Công sai hai tên đệ tử bước tới quét sạch, ông ta tỏ vẻ tuyết sơn của bọn họ hàng năm đều bị tuyết đọng nên khá giỏi trong việc làm sạch chúng. Bịch! Tống Thành Công cố gắng hết sức nhưng không thể làm cánh cửa đá xê dịch dù chỉ một chút. Tránh ran! Hồ Nhất Phong hét lớn một tiếng rồi sử dụng tuyệt chiêu thất thương quyền của phái không động. Rầm rầm! 7-8 cú đấm liên tiếp được tung ra nhưng cánh cửa đá vẫn nằm im khiến Hồ Nhất Phong hơi ngượng nghịu. Tống Thành Công đứng bên cạnh chế giễu, Hồ Huynh, không làm được thì đừng cậy mạnh nữa. Ai nói tôi không làm được, tôi nhất định sẽ làm được, nhất định. 123, mẹ nó, ông đây không được rồi. Hồ Nhất Phong hùng hổ tránh sang một bên. A-di-đà Phật, trụ trì thiền lâm tự định tiến lên thử. Tránh ra đi. Lý Trạch Vũ không muốn lãng phí thời gian nên bước tới đá một cái. Am cánh cửa đá cứng như sắt thép lập tức đổ sập. Tiến lên, nói xong, hắn dẫn đầu đi vào đường hầm. Cũng Nghê Thường theo sát phía sau, cô ấy bám dính hệt như keo dán chó, gỡ không ra. Quân tiên phong vác vũ khí đi sau lưng cung Nghê Thường. Đi! Mọi người mau đuổi theo. Trưởng môn của các môn phái lần lượt dẫn đệ tử của mình đuổi theo. Lý Trạch Vũ đi phía trước. Tốc độ của hắn khá nhanh nên không bao lâu đã nhìn thấy ánh sáng ở cửa ra. Ai đó, quái vật lại xuất hiện, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Đệ tử chấp pháp đường đứng ở cửa ra cho rằng lại có người của tộc bất tử lén xâm nhập, thế nên tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng tư thế đón địch. Hồng lão, chẳng phải đám quái vật đó sợ ánh nắng mặt trời sao? Bây giờ là ban ngày mai, một tên đệ tử trẻ nhắc nhở lão giả. Lão giả đảo mắt, đúng rồi, bây giờ là ban ngày. Sao đám quái vật đó dám xuất hiện chứ? Vèo! Đám người của chấp pháp đường còn chưa suy nghĩ xong, Lý Trạch Vũ đã bước ra khỏi đường hầm. Cậu là ai? Lão giả đề phòng hỏi, thành thật trả lời, nếu không đừng trách bọn tôi không khách sáo. Cho dù thực lực của hắn ở mức tông sư, nhưng bọn họ đông người nên không hề hoảng sợ. Lý Trạch Vũ nhún vai rồi nói, nếu tôi không trả lời thì sao? Các người muốn ỷ đông hiếp yếu à? Tên đệ tử trẻ tuổi vừa lên tiếng lúc nấy cười nói, thì sao nào? Mày không phục hả? Sao có thể? Lý Trạch Vũ cười lạnh, tao thích lấy đông hiếp yếu nhất. Hắn vừa nói xong, từ trong đường hầm lại có thêm một người nữa đi ra, trong thời gian uống chưa hết một tách trà nhỏ đã có ít nhất mấy trăm người xuất hiện trước mặt các đệ tử của chấp pháp đường, hơn nữa số người vẫn đang tiếp tục tăng lên. Này, này! Lão giả nuốt nước bọt, ông ta nhìn đoàn người đang vây quanh mình mà đổ mồ hôi lạnh. Tên đệ tử mới lên tiếng lúc nãy hai chân run lẩy bẩy, ước chừng nếu có một cơn gió thổi tới thì gã sẽ tê liệt, ngã nhào xuống đất. Ai là người đứng đầu, mau tới đây cho ông. Tới ngay đây. Lý Trạch Vũ vừa ra lệnh, lão giả lập tức nơm nớp lo sợ bước tới. Ông tên gì? Tại hạ Hồng Cửu, là đội trưởng phân đội thứ ba của chấp pháp đường. Tiếp theo tôi hỏi còn ông đáp, trả lời được thì thôi, nếu không trả lời được thì ông phải chết, rõ chưa? Đã giỏi. Lý Trạch Vũ hài lòng gật đầu, lúc nãy tôi nghe các người nhắc đến quái vật là loại quái vật gì thế? Đó là một đám người miệng mọc răng nanh giống hệt cương thi, bọn chúng sẽ hút máu người.
Hồng nói không ngừng nghỉ, kể rõ tất cả những gì mình biết, không dám giấu giếm nửa lời. Lý Trạch Vũ hỏi tiếp, đám quái vật đó đâu? Hồng Cửu lắc đầu đáp, tất cả các gia tộc đều phái người đi tìm nhưng tạm thời chúng tôi vẫn chưa tìm được tung tích của bọn họ. Gia tộc Đệ Ngũ ở đâu? Ở khung câu lính, tuy nhiên hiện giờ người của các gia tộc đều tập trung lại với nhau, gia tộc Đệ Ngũ đã hội họp với gia tộc ở đỉnh Kỳ Lân. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ chợt đảo trong mắt, nghĩa là tất cả các gia tộc đều bắt tay với nhau để đối phó với đám quái vật hút máu, đúng không? Hồng Cửu gật đầu, phải phải. Được rồi, không còn chuyện của ông nữa. Lý Trạch Vũ phất tay. Hồng Cửu thấp thỏm hỏi, thiếu hiệp, bọn tôi đi được chưa? Lý Trạch Vũ châm lửa đốt một điếu thuốc rồi hờ hững nói. Cậu nói không giữ lời. Xoẹt xoẹt. Hồng Cửu còn chưa mắng hết câu đã bị Tăng Thiết Ngưu đâm thành cái sàng. Các thành viên khác trong đội quân tiên phong đồng loạt ra tay, cơ thể hơn 50 tên đệ tử của chấp pháp đường đều bị đâm đầy lỗ hệt như tổ ong vỏ vẽ. Chỉ trong thời gian một nhịp thở, khung cảnh trước mắt đã nhuộm đầy máu. Đúng lúc này, tất cả mọi người trong đường hầm đều xuất hiện. Lý Trạch Vũ cao giọng ra lệnh, mọi người mau quay về đường cũ. Hả? Quay lại đường cũ, vẻ mặt mọi người ngơ ngác, mới vừa tiến vào lại phải rời đi ư. Giải thích nhiều với bọn họ nên bổ sung, mọi người. Lý Trạch Vũ không muốn quay lại đường cũ, ở cửa chờ lệ. Tuy rằng không biết thằng nhóc này chơi trò quỷ gì nhưng có thể rời khỏi đây cũng là điều mà trưởng môn của các môn phái lớn muốn. Đi thôi, nhanh lên, đờ mờ, đừng có chen lấn, để bọn tôi đi trước. Gần 2.000 người chen lấn rời đi tựa như một con rồng dài. Lý Trạch Vũ ngoắc Tăng Thiết Ngưu lại, nhỏ giọng nói, chú dẫn bọn họ quay. Lại lối vào chờ nếu có ai chạy ra ngoài thì cứ thẳng tay xử lý. Dạ, Tăng Thiết Ngưu ngầm hiểu. Vài phút sau, hơn 1.000 người đến nhanh mà đi cũng nhanh. Cung Nghê Thường đứng bên cạnh Lý Trạch Vũ, có vẻ như cô ấy không định rời đi. Lý Trạch Vũ nhún vai, lạnh lùng nói, cô đi theo tôi cũng vô dụng, tôi sẽ không cứu cha cô đâu. Cung Nghê Thường cười quyến rũ, chủ động mở nút áo. Nếu tôi giao bản thân cho anh thì sao? Từng lớp quần áo trên người rơi xuống, đôi môi của Cung Nghê Thường dần tím tái vì lạnh nhưng gò má lại hơi ửng đỏ. Lý Trạch Vũ nhìn Cung Nghê Thường bằng ánh mắt phức tạp. Không phải hắn chưa từng nhìn thấy phụ nữ đẹp, dù là người da vàng, da trắng hay cả da đen thì hắn cũng đã thấy nhiều, trong số đó cũng có rất nhiều. Người đẹp đang thời xuân sắc. Ví dụ như Kardashian, Naliza, Diệp Khuynh Thành, Trần Thanh Tuyết hay Tê Tiên Nhi. Tuy nhiên, Cung Nghê Thường thật sự không hổ danh là đệ nhất mỹ nữ võ lâm, toàn thân cô ấy từ gương mặt tinh xảo đến vóc người duyên dáng đều không có bất kỳ tì vết nào. Lý Trạch Vũ thừa nhận đối phương rất xinh đẹp, đẹp đến mức không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả, nhưng ngay lúc này trong lòng hắn không hề có chút suy nghĩ bậy bạ nào. Bởi Cung Nghê Thường vốn không phải vì thích hắn mới cởi quần áo mà do cô ấy có việc cầu xin hắn. Phong lưu mà không hạ lưu mới là tính cách của Lý Trạch Vũ. Hắn nhặt từng món quần áo dưới đất rồi khoác lên người Cung Nghê Thường. Đây là lần cuối, sau này đừng làm phiền tôi nữa. Lý Trạch Vũ vừa giúp đối phương gài nút áo vừa nói. Cám ơn. Hai mắt Cung Nghê Thường ửng đỏ, ngàn vạn lời nói hóa thành hai tiếng cám ơn. Tuy cô ấy rất kích động nhưng cảm động còn nhiều hơn. Cô ấy đã từng nghĩ rằng trên đời này không có bất kỳ người đàn ông nào chịu nổi sự cám dỗ khi bản thân chủ động cởi quần áo. Trừ phi đối phương là Liễu Hạ Huệ. Nhưng Lý Trạch Vũ có giống Liễu Hạ Huệ không? Rõ ràng đáp án là không, bởi vì bên cạnh hắn có rất nhiều bóng hồng vây. Quanh, thế nên hắn thật sự là một quân tử. Đây là suy nghĩ của Cung Nghê Thường về Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ không biết suy nghĩ của Cung Nghê Thường, bằng không hắn sẽ rất kiêu ngạo. Anh bảo người của các môn phái võ lâm lui ra ngo, để các gia tộc ẩn cư ở quy khư chiến đấu với tộc bất tử. Còn bản thân thì ngồi làm ngư ông đắc lợi à? Cung Nghê Thường tạm ngừng vài giây rồi nói tiếp, vừa rồi anh giết hơn 50 người kia là vì muốn diệt khẩu, không cho tin tức anh xuất hiện lan truyền ra ngoài đúng không? Lý Trạch Vũ liếc cô ấy rồi gật đầu, cô rất thông minh, nhưng có một số việc tự mình hiểu trong lòng là được rồi, không cần phải nói ra. Chậc, Cung Nghê Thường mấp máy môi, muốn nói lại thôi bớt nói nhảm, đi theo tôi. Lý Trạch Vũ nhắm về một hướng rồi bay đi. Cung Nghê Thường lập tức đuổi theo. Cứ cách một đoạn Lý Trạch Vũ sẽ dừng lại chốc lát rồi mới tiếp tục lên đường. Sau vài lần dừng lại, cuối cùng Cung Nghê Thường cũng nhận ra điểm đáng ngờ. Mỗi lần bọn họ dừng lại,
ở khu vực xung quanh đều có một mảnh vải đen, rõ ràng có ai đó cố ý để lại ký hiệu. Sau vài canh giờ, Lý Trạch Vũ dẫn theo Cung Nghê Thường xuất hiện trước một sườn núi với danh. Phía dưới chỗ hai người đứng có một căn nhà gỗ, trong nhà có một chàng trai đang hăng hái múa trường kiếm. Xoẹt! Sau nhát kiếm đầu tiên của chàng trai, mấy cây trúc trước mặt anh ta đều bị chém nứt làm đôi. Không tệ, có một lão giả bất ngờ xuất hiện sau lưng chàng trai. Chàng trai xoay người lại, mừng rỡ nói, sư phụ, cuối cùng còn đã luyện thành tầng thứ 6 của Kim Xà Kiếm Pháp rồi. Lão giả tiếc nuối nói, trước đây vi sư đã từng nói, hiện giờ số người sở hữu năng khiếu giống như con chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tiếc là con không bắt đầu tập võ ở độ tuổi thích hợp nhất. Không sao, chẳng phải sư phụ đã giúp con tẩy gân phạt tủy rồi à, mới hơn một năm mà còn đã đột phá đến đại thừa cảnh, chắc chỉ vài năm nữa là con sẽ đột phá đến tông sư cảnh thôi. Nói đến đây, chàng trai trẻ hơi đắc ý. Lão giả gật đầu và nói, mỗi võ giả đều phải tích lũy qua 5 tháng thì thực lực mới đột phá được, cho nên con đừng nóng vội. Sao đệ tử có thể không nôn nóng được chứ? Vẻ mặt chàng trai bỗng trở nên nghiêm nghị, biểu cảm phẫn nộ, gã không cam lòng nói, con phải đi tìm tên kia báo thù. Nghe vậy, lão giả nhíu mày, trầm ngâm nói, vi sư không ngăn cản con báo. Thù! Nhưng vi sư muốn nhắc nhở con rằng thực lực của tên kia không thể khinh thường được. Hừ, chàng trai cười khinh bỉ rồi nói, một khi thực lực của con đột phá đến tông sư cảnh, lại kết hợp với sự tinh diệu của Kim Xà Kiếm Pháp, con nhất định sẽ giải quyết được hắn. Vi sư cũng nghĩ vậy, ha ha. Lão giả cười thành tiếng, đồng tình với suy nghĩ của chàng trai. Cười con khỉ, đúng là hai tên ngốc, một giọng nói đầy khinh thường bất ngờ truyền tới. Nháy mắt. Cả lão giả và chàng trai đều thay đổi sắc mặt. Kẻ nào? Lão giả quan sát bốn phía nhưng không nhìn thấy ai cả. Sao lại như vậy? Hiện giờ ông ta đã đạt tới cảnh giới võ thánh đỉnh, đặt nửa bước chân vào hàng ngũ thiên nhân cảnh, vậy mà ông ta lại không phát hiện được có người tới gần. Sư phụ! Cơ thể chàng trai run lên, vẻ mặt phấn khích, là tên kia, cả đời này con sẽ không bao giờ quên giọng nói của hắn. Ai, ý con là Lý Trạch Vũ ư? Ánh mắt lão giả lộ vẻ khó tin. Đúng vậy, chính hắn. Chàng trai cười nói, Lý Trạch Vũ, thiên đường có lối mày không đi mà lại xông vào địa ngục không cửa, mau ra đây nhận lấy cái chết. Lý Trạch Vũ đứng giữa sườn núi, vòng một tay ôm lấy Cung Nghê Thường rồi thả người nhảy xuống. Cung Nghê Thường sợ hãi. Mặc dù cô ấy rất nhẹ, nhưng khoảng cách từ sườn núi đến mặt đất phía dưới ít nhất cũng mấy mươi trượng. Nhảy từ đây xuống, nếu may mắn thì chỉ bị gãy xương, lỡ như xui xẻo. Có khả năng sẽ bị liệt nửa thân dưới. Nhưng ngoài dự đoán của Cung Nghê Thường, Lý Đại Đương ra lại mượn lực của mấy nhánh cây khô, lấy đà đáp nhẹ xuống đất bình an vô sự. Nhất thời, Cung Nghê Thường vô cùng ngạc nhiên. Ha ha, đúng là mày, Lý Trạch Vũ. Ánh mắt chàng trai lộ rõ sự phấn khích. Lý Trạch Vũ không ngờ sẽ đụng mặt người quen cũ ở đây. Tần Hạo Nhiên đã từng là đại thiếu gia của một gia đình giàu có tại Hoàng Thành. Gã vốn là một ngôi sao lấp lánh nhưng lại bị Lý Trạch Vũ kéo xuống ngựa. Nhà họ Tần cũng hoàn toàn sụp đổ vì đã cấu kết với Vu giáo. Sau khi Lý Trạch Vũ xử lý Tân Chấn, hắn vốn định nhổ cỏ tận gốc nhà họ Tần nhưng lại để Tân Hạo Nhiên trốn thoát. Hắn không thể nào ngờ bản thân chỉ đi theo ký hiệu mà Mạc Trung Đường và Tiêu Cửu Minh đánh dấu, vậy mà lại đụng phải tên nhóc lọt lưới lúc trước. Tần Hạo Nhiên cười lạnh nói, Lý Trạch Vũ, nếu không vì mày sao nhà họ Tân lại sụp đổ? Sao tao lại lưu lạc đến tình cảnh như bây giờ? Ngừng! Lý Trạch Vũ khoát tay và nói, nhà họ Tân của mày sụp đổ thì liên quan gì đến tạo, ai biểu ông nội mày cấu kết với phản tặc? Còn về chuyện mày có thể đi đến được bước đường bầy thì không cần cảm ơn tao đâu, mày cứ quỳ xuống dập đầu vài cái là được rồi. Cái gì? Tao phải cảm ơn mày. Được, được, được. Tân Hạo Nhiên liên tục nói ba tiếng được, giận quá hóa cười nói. Lát nữa nếu mày dập đầu với tao vài cái biết đâu tao sẽ suy nghĩ lại mà cho mày chết một cách nhanh chóng. Dứt lời, gã nắm chặt trường kiếm, bắt đầu tấn công. Khoan đã, Tư Đồ Thiếu giơ tay ngăn cản. Tần Hạo Nhiên khó hiểu, sư phụ, sao người lại ngăn cản con? Lý Trạch Vũ nhún vai. Ông ta ngăn cản là vì không muốn mày tự đâm đầu vào chỗ chết đấy. Tư Đồ Thiếu cũng không biết rõ thực lực của Lý Trạch Vũ. Chỉ nghe nói hắn đã từng đánh bại mấy cường giả cảnh giới tông sư. Có điều trong tiềm thức ông ta cho rằng tuổi Lý Trạch Vũ như thế, cho dù nghịch thiên hơn thì cùng lắm cũng chỉ là thực lực cảnh giới tông sư.
sở dĩ có thể đánh bại không ít cường giả cảnh giới tông sư, nói không chừng còn bởi vì có cao thủ nhà họ Lý phối hợp. Cho tới giờ phút này ông ta mới biết mình sai rồi, hơn nữa sai đến vô cùng không hợp lẽ thường. Lúc trước Lý Trạch Vũ lặng lẽ tới gần mà không bị ông ta phát hiện, điều này đã khiến ông ta kiêng kỵ, giờ phút này sau khi mặt đối mặt, ông ta lại ngửi được mùi vị nguy hiểm trên người hắn. Cảnh giới võ thánh, ít nhất là cảnh giới võ thánh. Vốn dĩ Tư Đồ Tiếu hoài nghi Lý Trạch Vũ có thể đã đột phá tới cảnh giới thiên nhân, nhưng suy nghĩ kỹ thì mẹ nó hắn quá khác thường, thế nên ông ta lập tức bỏ suy nghĩ này đi. Sư phụ, tên này quá càn rỡ, hôm nay Đỗ Nhi sẽ lấy hắn thử kiếm. Tân Hạo Nhiên không hề cảm thấy giống như Tư Đồ Tiếu, dù sao thực lực hai bên cách xa. Tôm tép nhãi nhép, bỗng nhiên Cung Nghê Thường nói. Lúc này Tân Hạo Nhiên mới chú ý tới bên cạnh Lý Trạch Vũ còn có một cô gái xinh đẹp không sao tả xiết đang đứng. Trong chốc lát, bầu không khí tràn ngập mùi ghen tị. Đúng vậy, Tân Hạo Nhiên vừa hâm mộ vừa ghen tị. Lúc trước đệ nhất Mỹ nữ Hoàng Thành Diệp Khuynh Thành, tài nữ kinh doanh Tuyên Thành Trần Thanh Tuyết, tất cả đều nhìn Lý Trạch Vũ bằng con mắt khác, nhưng lại không hề để hắn ta vào mắt. Mẹ nó, dựa vào đâu? Chỉ dựa vào tên này đẹp trai ư? Tần Hạo Nhiên không phục, thề rằng phải giẫm Lý Trạch Vũ dưới chân mới có thể hả giận. Con lui ra, Tư Đồ Tiếu lạnh như băng ra lệnh, vốn dĩ Tần Hạo Nhiên không muốn, nhưng thấy sư phụ mình muốn ra tay. Nên lập tức lui qua một bên, đồng thời ném ánh mắt sâu xa về phía Lý Trạch Vũ. Mày chờ chết đi. Trên người Tư Đồ Tiếu phát tán ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, quanh người ngưng tụ một luồng gió hộ thân không thể thấy bằng mắt thường. Vừa lên đã định dốc toàn lực. Đủ để chứng minh ông ta không dám khinh thường Lý Trạch Vũ. Nhưng mà trước thực lực tuyệt đối, không coi thường thì có tác dụng. Vù, Lý Trạch Vũ để lại một hư ảnh tại chỗ, lựa chọn ra tay trước để chiếm lợi thế. Thật nhanh, Cung Nghê Thường chỉ cảm thấy hoa mắt, trong chớp mắt Lý Trạch Vũ đã xuất hiện trước mặt Tư Đồ Tiếu cách đó mấy trượng. Thấy một màn này, Tân Hạo Nhiên khẽ nhếch miệng, còn rung động mãnh liệt hơn Cung Nghê Thường. Vù vùi cảm nhận được sự dao động của kình khí mạnh mẽ, vẻ mặt Tư Đồ Tiếu thay đổi. Người trong nghề vừa giai tay là biết có được không? Chỉ một quyền, không hề loè loẹt, ông ta đã biết mình không phải đối thủ của Lý Trạch Vũ. Kết quả giống y chang suy đoán của ông ta. Tư Đồ Tiếu lợi dụng lồng gió hộ thân mạnh mẽ tiếp được một quyền, nhưng thế công quyền kế tiếp của Lý Trạch Vũ còn mãnh liệt hơn, tốc độ nhanh hơn không chỉ một bậc. AI chỉ một quyền. Cương khí hộ thân của Tư Đồ Tiếu đã bị Lý Trạch Vũ đánh tan, cả người lảo đảo lui lại 7-8 bước mới khó khăn giữ vững thân thể. Thằng nhãi danh, đừng khinh người quá đáng. Tư Đồ Tiếu quát một tiếng, muốn tăng khí thế cho mình, thẳng tiến không lùi đi tới vỗ một trường. Ầm ầm, quyền trường va vào nhau, sự dao động của kình khí lớn mạnh đã đánh bay Tần Hạo Nhiên cách đó không xa. Mà lần này Tư Đồ Tiếu không lùi bước, chỉ khế rên một tiếng, khóe miệng trào ra một chút máu tươi. Lý Trạch Vũ cười lạnh, tôi còn chưa xài hết sức đó, ông không được nữa à? Ầm ầm ầm, hai người lần nữa giao thủ. Lý Trạch Vũ ra chiêu có thứ tự, nhưng Tư Đồ Tiếu đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể chống đỡ. Tần Hạo Nhiên bò dậy từ dưới đất, cằm cũng muốn rớt xuống vì khiếp sợ. Tư Đồ Tiếu đã từng có lúc giống như thần linh trong mắt hắn ta, là một ngọn núi cao không thể nào sụp đổ. Hắn ta nghĩ đời này nếu mình có thể đạt tới độ cao của Tư Đồ Tiếu thì có thể quét ngang cả thiên hạ. Giờ phút này hắn ta mới biết mình suy nghĩ ngây thơ bao nhiêu. Đợi đã. Nếu như sư phụ bị Lý Trạch Vũ đánh bại thì e rằng bản thân mình khó thoát khỏi cái chết. Vừa nghĩ thế, sắc mặt Tần Hạo Nhiên trắng bệch, hắn ta cắn răng, bay vút về phía đường nhỏ trong núi. Không sai, hắn ta muốn trốn. Tư Đồ Tiếu có chết không hắn ta không quan tâm. Ngược lại bản thân không chết là được. Mày chạy không thoát, bỗng nhiên một bóng người ngăn cản đường đi của Tần Hạo Nhiên. Chính là Cung Nghê Thường. Khuôn mặt Tần Hạo Nhiên cao có, đừng trách ông đây kiếm hạ vô tình. Nhan, tránh ra cho ông, nếu không. Vù, thân hình Cung Nghê Thường lóe lên đã tới trước mặt Tần Hạo Nhiên. Bốp, tiếng tát tay vang lên. Tiện nhân, cô lại dám đánh tôi. Trên mặt truyền đến cảm giác bỏng rát. Tân Hạo Nhiên như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nhanh chóng nhấc kiếm dài đâm về phía Cung Nghê Thường. Vèo vèo, từng đạo hàng quang liên tiếp hiện lên. Kiếm thế của Tân Hạo Nhiên rất hung mãnh, trong đám thực lực cùng cấp bậc có lẽ có rất ít người có thể chống đỡ được. Nhưng mà Cung Nghê Thường đã có được thực lực cảnh giới tông sư, mặc dù trong tay không có binh khí,
nhưng vẫn chống đỡ được mà không hề tốn sức. Ngoan cố chống cự, Tần Hạo Nhiên thất bại là chuyện sớm hay muộn. Bên kia, Lý Trạch Vũ hiển nhiên không chơi tiếp nữa mà nhảy lên không trung, giẫm hai chân ngay trên trong không trung. Ầm ầm, Ngực Tư Đồ Tiếu trúng hai cước, ông ta hộc máu, quỳ một chân xuống đất. Lý Trạch Vũ tiến lên từ trên cao nhìn ông ta, đang muốn ra tay. Lý Đại Hiệp đừng giết tôi. Tư Đồ Tiếu quỳ luôn chân còn lại, cúi đầu chắp tay nói, tại hạ không thù không oán với Lý Đại Hiệp, mọi thứ đều là lỗi của nhiệt đồ kia, xin Lý Đại Hiệp tha cho tôi một mạng, tôi bằng lòng tự mình thanh lý môn hạ, làm thịt tên xúc sinh kia. Quả nhiên, vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Tân Hạo Nhiên không để ý sự sống chết của ân sư mình muốn một mình chạy trốn, Tư Đồ Tiếu này cũng bằng lòng tự tay xử lý ái đồ mình một tay bồi dưỡng vì mạng sống. Một ngón tay của ông lập tức có thể bóp chết tên hề kia, giữ ông có ích gì. Vừa nói xong, Lý Trạch Vũ hoàn toàn không cho Tư Đồ Tiếu cơ hội phản kháng, một chưởng hướng lên trời rồi hạ xuống. Bốp, đầu Tư Đồ Tiếu tiếp xúc thân mật với mặt đất, mặc dù đầu ông ta rất cứng, nhưng cũng không cứng bằng mặt đất, trong khoảnh khắc máu thịt be bét, chết đến mức không thể chết thêm. Tân Hạo Nhiên cách đó không xa trong lúc vô tình đúng lúc nhìn thấy một màn này, xém chút sợ đến hồn bay phách tán. Tư Đồ Tiếu cũng bị xử lý rồi, hẳn ta còn có thể đánh thắng Cung Nghê. Thường và Lý Trạch Vũ. Đừng, đừng giết tôi, Tân Hạo Nhiên nhanh chóng lùi lại vài chục bước, vẻ mặt hoảng sợ cầu xin tha thứ. Lý Trạch Vũ vẫy tay, mày qua đây. Tôi không đi qua, anh sẽ giết tôi. Tân Hạo Nhiên mạnh mẽ lắc đầu. Mẹ nó, Lý Trạch Vũ nhanh chóng vào tới. Tân Hạo Nhiên xém chút đã sợ đến đái ra quần, muốn tiếp tục lùi lại, nhưng hai vai đã bị đôi bàn tay chế trụ. Mặc cho hắn ta cố gắng thế nào cũng không thoát được. Lý Trạch Vũ cười trêu tức với hắn ta. Lễ nào không tới thì tao không giết mày. Quá ngây thơ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.